xin chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu và hôm nay trên cả nước dự báo khu vực vùng núi Bắc Bộ, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ là những nơi vẫn còn xuất hiện mưa rào và dông. Cục bộ có những nơi có lượng mưa lớn, còn các khu vực khác thời tiết chủ đạo vẫn là nắng và nóng. Tại Bắc Bộ, thời tiết đang có sự đối lập giữa khu vực vùng núi với khu vực đồng bằng và trung du. Nguyên nhân là do quá trình hội tụ gió trên độ cao 5.000m vẫn đang duy trì. Vì vậy ở đây, mưa dông vẫn sẽ tiếp diễn. Khu vực mưa nhiều tập trung tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Bắc Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang và Bắc Cạn với lượng mưa dự báo từ 15 đến 30mm trong vòng 12 giờ, có nơi trên 50mm. Do có mưa nên thời tiết hôm nay ở khu vực vùng núi vẫn mát mẻ với mức nhiệt cao nhất ngày chỉ lên đến ngưỡng là 29 cho tới 32 độ. Trái lại, khu vực trung du, đồng bằng và ven biển thì chủ yếu có mưa dông cục bộ về chiều. Ban ngày trời sẽ có nắng gián đoạn. Phía Nam Sơn La, Hòa Bình kéo dài sang đến Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang, thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành lân cận thuộc đồng bằng. Trời nắng và oi nóng với mức nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ 35 cho đến 37 độ. Theo dự báo, tại khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ trong những ngày tới, nắng nóng sẽ tiếp diễn với mức nhiệt cao nhất ngày luôn duy trì ở ngưỡng là 35 đến 38 độ, có nơi cao hơn. Cảm giác oi và nóng sẽ hầm hập không có dấu hiệu giảm bớt trong nhiều ngày tiếp theo. Vì vậy quý vị lưu ý để giữ gìn sức khỏe. Với miền Trung, nắng nóng kéo dài và chưa có dấu hiệu chấm dứt. Suốt dọc các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến tận Phú Yên trong ngày hôm nay tiếp tục nắng nóng. Vùng núi phía Tây, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất toàn vùng dao động từ 35 đến 38 độ. Vùng núi phía Tây của Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị xấp xỉ ngưỡng là 39 cho tới 40 độ. Thời tiết khô nóng kéo dài, vì vậy nguy cơ cháy rừng ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ đang ở mức cao nhất, cấp 4, cấp 5 là cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm. Vì vậy người dân cần tuyệt đối dừng mọi hoạt động đốt rác, thực bì xung quanh khu vực rừng, thận trọng khi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt để phòng tránh cháy rừng xảy ra. Nơi có thời tiết dễ chịu nhất, khu vực Trung Bộ vẫn là các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận. Tại đây nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ 33 đến 35 độ. Thời tiết sẽ dịu mát hơn khi chiều đến thì những cơn mưa rào và dông xuất hiện vài nơi trên khu vực. Đến với Tây Nguyên và Nam Bộ cũng sẽ xuất hiện mưa dông vào thời điểm chiều tối. Ban ngày có nắng gián đoạn và không mưa. Từ khoảng trưa chiều thì mây dông kéo đến tại các tỉnh thành miền Tây và đến chiều tối thì lan rộng đến nhiều nơi khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Những cơn mưa rào sẽ khiến không khí dịu mát hơn khi đêm về. Trong cơn dông, người dân khu vực cũng cần hết sức cảnh giác với khả năng có dông sét và gió giật mạnh. Mưa dông được dự báo có diện mưa và cường độ mưa phân bố đều hơn nên nhiệt độ trưa chiều có xu hướng giảm nhẹ, dao động từ 30 đến 32 độ trên khu vực Tây Nguyên và 31 cho tới 33 độ đối với các tỉnh thành miền Đông và cả miền Tây của Nam Bộ. Trên biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm huyện đảo Hoàng Sa, thời tiết tại đây phổ biến ít mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió thịnh hành trên khu vực này là Nam đến Tây Nam ở mức cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Vịnh Bắc Bộ có lúc cấp 6 gây biển động. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm quần đảo Trường Sa thịnh hành gió Tây Nam và duy trì cường độ yếu đến trung bình. Thời tiết có mưa rào và dông rải rác, tàu thuyền cần đề phòng, lốc xoáy và gió giật trong cơn dông. Thưa quý vị, trong khoảng thời gian 2 ngày tới trên khu vực Bắc Bộ, mưa dông có xu hướng giảm bớt, chỉ còn xuất hiện vài nơi về chiều tối và đêm. Còn vào ban ngày thì trời duy trì nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ đạt ngưỡng 38 độ. Sau đó thì du khách cần lưu ý với khả năng mưa dông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to về đêm và sáng sớm, chiều tối ở khu vực vùng núi do vùng hội tụ gió trên cao được thiết lập trở lại từ ngày 16 tháng 7. Còn các tỉnh từ Thanh Hóa xuống tới Phú Yên, tình trạng nắng nóng và nắng nóng gay gắt vẫn tiếp diễn tại khu vực này. Có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 40 độ nên du khách cần hạn chế các hoạt động ngoài trời, nhất là trong khung giờ từ 10 giờ đến 18 giờ hàng ngày, để đề phòng say nắng và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Trong khi đó, các tỉnh Nam Trung Bộ từ Khánh Hòa xuống tới Bình Thuận, thời tiết sẽ thuận lợi hơn cho các hoạt động ngoài trời và du lịch so với phía Bắc của khu vực. Trời ít mưa và ngày nắng không quá gay gắt, nhiệt độ cao nhất ngày trên 35 độ chỉ xuất hiện cục bộ. Thưa quý vị, nhắc đến Khánh Hòa, đa số mọi người đều nhớ đến địa danh vô cùng nổi tiếng, đó chính là bãi biển Nha Trang.
Tuy nhiên, ngoài Nha Trang thì Cam Ranh cũng có nhiều điểm đến thú vị với nhiều điều mới mẻ để du khách khám phá. Thời tiết Cam Ranh trong 3 ngày tới ít mưa, ngày nắng nóng nhẹ, nhưng nhìn chung thời tiết vẫn thuận lợi cho các hoạt động du lịch, tắm biển hoặc tham quan biển đảo. Cam Ranh sẽ là điểm đến lý tưởng mang tới cho quý vị những giây phút bình yên, thư giãn cùng với biển xanh, gió mát và những trải nghiệm thú vị như là lặn biển, ngắm san hô hay là thưởng thức các món ăn với hương vị lạ miệng. Nhất là khi được đến Cam Ranh thì quý vị đừng bỏ lỡ Bình Ba, là một điểm đến sở hữu món tôm hùm tươi giói chứ danh. Thịt mềm và ngọt được chế biến đa dạng từ nướng, luộc, hấp đơn giản cho đến các món cầu kỳ hơn như là nấu canh chua tôm, kho rim, chiên bột hay là tiết canh tôm hùm ăn cùng bánh tráng và các loại rau sống hết sức bắt miệng. Bên cạnh những giây phút khám phá nét độc đáo của ẩm thực Cam Ranh thì quý vị có thể trải nghiệm cảnh quan thiên nhiên Cam Ranh bằng cách ngồi xe máy chạy qua những cung đường tuyệt đẹp của nơi đây. Hít căng bầu không khí đầy nhựa sống và cả vị mặn mòi của biển lan tỏa khắp nơi, ngắm cảnh biển khoáng đạt, nhìn những vườn dừa xanh ngát chạy nối tiếp nhau, thỉnh thoảng bắt gặp những bãi đá hoang sơ kỳ thú và vươn tầm mắt thưởng thức cảnh núi non xa xa mờ ảo. Bên tai từng đợt gió khẽ thổi vụt qua, hòa lẫn trong tiếng sóng biển âm vang. Sau chuyến tham quan, khách du lịch luôn muốn tìm cho mình những đặc sản của vùng miền. Và nếu để đến Cam Ranh thì chúng ta không thể quên các món được chế biến từ mực hay là ghẹ, mang đến một mùi vị độc đáo riêng. Đặc biệt không kém chính là món chả cá, cũng nằm đầu danh sách các món nổi tiếng của địa phương này. Ngoài ra, quý vị cũng đừng quên món bánh xoài có vị chua ngọt và phảng phất mùi thơm tự nhiên của xoài. Cả bong bóng cá lạc, cá đường, cá chẽm được dùng để chế biến nhiều món ăn ngon, bổ dưỡng và lạ miệng. Quay trở lại với tình hình thời tiết trên vùng cao Tây Nguyên, mưa dông vẫn xuất hiện rải rác về chiều tối, du khách cần lưu ý đề phòng. Còn ban ngày thì trời ít mưa, nắng ráo, cường độ nắng vừa phải. Tiết trời dễ chịu với nhiệt độ cao nhất ngày không vượt quá ngưỡng 33 độ, lý tưởng cho du khách lên kế hoạch du lịch và nghỉ dưỡng tại đây. Đến với khu vực Nam Bộ, do cũng chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình nên thời tiết tại đây cũng phổ biến là sáng nắng, chiều có mưa dông. Những cơn mưa trong buổi chiều và chiều tối ngày mai còn xảy ra khoảng trên một nửa khu vực, có nơi mưa vừa mưa to. Còn trong ngày 15 và ngày 16 tháng 7 thì khả năng có mưa vừa mưa to ít hơn. Mặc dù vậy, trong cơn dông thì quý vị vẫn cần chú ý đề phòng với lốc sét và gió giật mạnh nguy hiểm.